hù. Sao mà hay hù quá à? Gì hù gì đâu mà. Tự nhiên anh, tại sao mà anh cứ phải hù em vậy? Thích. Tự nhiên thích. Sao cái con người anh á, anh có thể là mà anh đi một cách bình thường được không? Vậy cho nó bất ngờ, tạo hiệu ứng bất ngờ, action chứ gì đâu mà. Sao, anh đang làm cái gì vậy? Thì em đang ngồi em khám phá coi tại sao em không thấy nó biến hình. Ủa nhưng mà sao mà em khám phá cái con chiến xa siêu thú mà anh nhìn thấy em có một cái gì đó nó mờ ám, mà nó u mê, mà nó sao á, kiểu như rất là đâm chiêu. Đâm chiêu thì tại vì em đang không hiểu cái nguyên lý, cái cách hoạt động nó như thế nào. Nó không có giống như cái dòng một đúng không? À, dòng tiêu chuẩn hôm bữa. Đúng rồi, nó không có giống như cái dòng tiêu chuẩn. Tại vì em nhớ là hôm bữa mình đã có hẹn với nhau là sẽ khám phá cái con chiến xa siêu thú, đúng rồi các bạn. Chiến xa siêu thú ở dòng có thêm đồng xu. Đúng. Và có thêm một cái xe năng lượng nữa. Cho nên là nãy giờ em đang ngồi em mày mò coi là nó hoạt động như thế nào. Dữ dằn vậy sao? Dữ dằn vậy luôn. Đó là do em chưa biết được cái sức mạnh cực chất của dòng này rồi, để anh Thành bật mí cho em cho. Em phải để anh Thành bật mí cho. Nhìn sang đây. Trời ơi, nó biến hình ra nó đẹp dữ vậy. Tuyệt vời chưa? Hết sảy có vậy luôn nha. Đây là dòng chiến xa siêu thú mới. Bên trong của nó tiềm ẩn một cái sức mạnh tuyệt đỉnh, cực ngầu luôn. Cho anh mượn. Đây, trong cái dòng chiến xa siêu thú mới này, ví dụ như con của Ben sẽ là Hellfire Tiger, hổ thần địa ngục. Ở phiên bản này được nâng cấp bự hơn so với dòng trước, và hình dáng của nó nói chung là lớn hơn, tinh xảo hơn, kèm theo là một đồng xu năng lượng mấy em ơi. Một đồng xu năng lượng, đây cái đồng xu năng lượng đây. Còn nữa, đó chính là một cái chiếc xe năng lượng vũ trụ. Đó. Và khi mà cái con chiến xa siêu thú của chúng ta kết hợp với đồng xu năng lượng này, hoặc là cái chiếc xe năng lượng vũ trụ này, thì nó sẽ biến hình. Và nó biến hình theo một cái kiểu là kiểu như là nó không có biến hình liền. Nó ăn, nó sẽ bay lên trên trời 360 độ, hạ cánh xuống, biến hình và bắn chiếc xe hoặc cái đồng xu năng lượng này ra. Lý thú không? Là coi như là liên hoàn luôn hả? Đó, nó mới hay. Đỉnh chưa? Đỉnh nha, cái này đỉnh thiệt nha. Mà em cũng cảm nhận là khi mà cái hình dáng lúc nó biến hình nè, nhìn nó rất là iPhone, nhìn nó để anh thử cho em, để anh thử cho. Dùng cái từ gì nè, cái từ gì mà của cái con siêu thú này nè. Chất. Đúng rồi, cái từ chất là đúng. Để anh thử cho em, để anh thử một lần cho em coi nó biến hình như thế nào. Ví dụ như con Hellfire Tiger đang như vậy nha. Rồi mình để qua đây đi cho nó trống nha. Thôi, ok chưa? Thử nha. Anh sẽ miêu tả cái chiều chất của em. Đây, chiến xa siêu thú kích hoạt. Đó. À, là có nghĩa là khi mà cái xe này bắn cái đồng xu ra, là cái đồng xu đó, cái chiến xa khác ngậm vô thì vẫn biến hình được đúng không? Đó, cái đó là một cái mà hả anh tính nói với các em luôn. Có nghĩa là khi bắn cái đồng xu ra, cái đồng xu đó nó bay trúng một con siêu thú khác, con siêu thú khác biến hình bắn ngược đồng xu lại. Vậy là vẫn tiếp thu năng lượng của nhau luôn. Đó. Cái này là coi như là kết hợp. Thông minh đó, em thông minh đó. Cái này kết hợp đúng không? Chơi sẽ kết hợp. Bên cạnh chiến xa hồi nãy là anh mượn của Ben, thì chúng ta còn thêm rất là nhiều cái chiến xa thuộc cái dòng này. Đầu tiên sẽ là Devouring Panther, báo đen săn lùng. Chiến xa này thuộc sở hữu của Raph, và cũng chính là thuộc hạ của Abaddon, một kẻ đang rất là xấu xí, đang âm mưu hút cạn năng lượng của trái đất. Đó, thực ra thì báo đen của chúng ta đang bị mất trí nhớ nên mới theo phe xấu và chiến đấu với anh em nhà Sander và Ringo của chúng ta. Công nhận báo đen này biến hình một cái là cực kỳ dũng mãnh luôn ha Ben ha, phun gà rất là đẹp luôn. Đúng rồi, ngoài ra ở dòng này chúng ta còn có những chiến xa như là Iron Man, đây, khỉ sắt quyết đấu. Tiếp theo đó là Ice Storm Bear, gấu bằng bão tuyết. Hay quá Ben ơi, ở đây chúng ta thấy rõ ràng là một chiến xa cực kỳ ngầu. Và đây chính là một cái chiến xa cực kỳ đặc biệt, đó là khỉ sạch, chiến xa của tiến sĩ Holmes. Ông là người chuyên về chiến thuật, lập trình về chiến lược, kế hoạch, còn hình dáng là xe thiết giáp. Thì bây giờ chúng ta để biết được coi là cái sức mạnh cũng như là cái cách hoạt động và khi biến hình nó ngầu như thế nào thì chúng ta phải chơi từng con. Nhưng mà mình phải thử thách nhau đi chứ chơi không thì đâu mà ok đúng không? Mình thử thách luôn, vừa thử thách vừa nghiên cứu rồi nó chơi như thế nào luôn nha các bạn. Rồi. Chơi. Thôi.
Chào mừng các em đã đến với thử thách đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay. Thử thách có mang tên là Nhanh Như Chớp. Ủa đâu ra đặt cái tên lẹ vậy? Trời ơi, anh nghĩ ra mà anh Thành mà đầu óc nhảy số nhanh lắm. Dạ. Với cái thử thách này, cái luật chơi thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta mỗi người sẽ có hai chiến xa siêu thú. Đó, em hai con, còn anh là hai con. Và sau đó chúng ta sẽ để một cái đồng xu năng lượng ở ngay đây. Và chúng ta sẽ chơi với nhau đó là hai hiệp. Hiệp 1 chúng ta sẽ dùng cái xe đầu tiên để mà thi đấu. Nếu mà ai mà ăn được đồng xu này biến hình trước là sẽ giành chiến thắng. Hiệp 2 cũng tương tự như vậy. Nếu mà hai hiệp chúng ta què nhau, nè đây là trọng tài đấy. Nếu mà hai hiệp chúng ta què nhau đó thì chúng ta sẽ chơi một hiệp cuối cùng gọi là cái hiệp chung kết. Nó tóm lại là có 3 hiệp. Vậy là tổng cộng là mình chơi 3 hiệp đúng không? Hiểu rồi đó. Ok. Nhưng mà em có một thắc mắc này, nếu mà ví dụ như có ai ăn gian á thì cái này có biến hình ra để giống như là phạt lỗi không? Có, tối ngủ sẽ nằm mơ thấy bạn này nha. Storm Bear sẽ hiện thân trong từng giấc ngủ để mà trừng trị những đứa chơi ăn gian. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên đi. Em, mời em. Đây chính là chiến xa siêu thú Hellfire Tiger. Và anh đã chuẩn bị đó là Air Strike Eagle nha các bạn. Đó. Bạn, em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Round 1. Chiến xa siêu thú kích hoạt. Và hiệp đấu đầu tiên Ben đã giành chiến thắng. Có nghĩa là cái cú hồi nãy là Ben mà anh chạy tới mà Ben lộn mèo ở bên trên không mà né được anh, rồi em hạ xuống rồi anh đi mất tiêu luôn. Thì hay như thì... là em cướp trước rồi, anh đâu có năng lượng nữa. Quá hay. Hiệp 1 Ben giành chiến thắng. Bang bang. Chiến binh trong round đấu thứ hai của Ben đó chính là Devouring Panther. Wow. Quá tuyệt vời. Và cố anh Thành đã chuẩn bị đó là Iron Air khí sắt quyết đấu. Đó, giữ chưa, giữ chưa. Lên sàn chiến xa siêu thú kết hoạt. Vậy là có được tính là đã biến hình chưa? Tính rồi, lúc mà cứ ăn vô xong mà hồi dậy bắn biến hình. Này là ăn nhưng mà nhai hơi lâu nha. Rồi ok, vậy là một đều nha các em. Một đều. Bây giờ chúng ta sẽ chơi vòng chung kết. Ở vòng đấu quyết định này, em sẽ sử dụng lại chiến binh ở vòng 1, đó là Hellfire Tiger. Wow, quá dữ luôn các em ơi. Và cái vòng đấu này anh Thành sẽ sử dụng đó là Air Strike Eagle nữa nha các em. Và cái bạn này sẽ quyết tâm phục thù với cái trận 1 nha. Và cái đồng xu, anh sẽ không sử dụng đồng xu này. Chúng ta sẽ sử dụng đồng xu của trọng tài nha các bạn. Sử dụng đồng xu của trọng tài. Quyết định luôn. Quyết định luôn, đồng xu không gấu. Đây, đồng xu không gấu nha. Chiến xa siêu thú kích hoạt. Yeah. Trời. Anh nói rồi, em kêu là em đã muốn quà rồi mà sao hả? Anh Hương thua nè. Mình quề đi. Mình quề đi. Ủa nè. Quá dở dàng, nãy giờ mình chơi mấy lần rồi mình quề nhau. Cái này chẳng qua đó. Anh chưa xài hết cái năng lượng của anh thôi. Đấu thêm lần nữa đi. Với là cái lần này, anh với em sẽ hợp nhất xe năng lượng vũ trụ. Em chịu không? Hợp nhất hả? Thì cái này là sức mạnh, gọi là sức mạnh khủng khiếp nha. Ok. Thì hơi đáng xíu nhưng mà thôi. Lần này chấp nhận là thử thách. Lần này chiến xa của em sẽ gục dưới tay của anh thôi. Ok. Để chiến coi. Xa siêu thú chúng ta kích hoạt. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với chương trình của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách số 2. Cũng là thử thách anh Thành sẽ phục thù Ben sau cái trận đấu vừa rồi. Thử thách sẽ mang tên là thử thách hợp nhất trong gai đạp gió ghẻ sóng.
tên thì mình hoàn đó, mình rút gọn nó lại đi được không ạ? Thử thách trong gai đạp gió rẽ sấm là sao? Anh có thể nào nói rõ cái luật chơi để chính xác, và cái tên đó của anh nó cũng chính là cái luật chơi luôn, tại vì cái luật chơi lần này chúng ta sẽ biến hình, phải biến hình một cách rất là chông gai và khó khăn. Không phải là chúng ta muốn biến hình là biến hình, có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ có hai chiến xa siêu thú, hai chiến xa, và khi người này muốn biến hình thì người kia phải phá. Thấy đạp gió gãy sống chưa? Đạp gió gãy sống chưa? Rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ khi mà bây giờ anh chơi trước á, thì anh sẽ cố gắng đẩy và chúng ta sẽ ăn cái con xe năng lượng này để mà biến hình. À, hợp nhất đó, hợp nhất đó, hợp rồi nhất đó. Còn em á, thì cầm trọng tài ở đây để em phá, có nghĩa là anh chạy trọng tài, với trọng tài phá em sẽ sử dụng chiến binh của em. Ok, rồi khi mà chúng ta chạy ra đây nè, đúng không, thay vì anh ăn vô anh biến hình đúng không, em sẽ lấy con này em canh cái con của anh, em đụng cái con siêu thú của anh để mà nó văng ra chỗ khác không biến hình được đó. Rất là khó luôn nha các em, và cái thử thách này anh mới vừa nghĩ ra trong vòng tích tắc vừa rồi thôi. Rồi, sợ chưa? Rén chưa? Cũng thú vị đó, cũng thú vị đó. Đúng. Em sẽ gọi là gây náo loạn, gọi là nhiễu sóng. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thử thách số 2. Trời ơi, bạn một điểm. Tới em. Sao siêu thú? Kích hoạt. Em cho nhá. Đi. Chiến xa siêu thú xuất kích. Nè. Chơi mà chơi tao túng tâm lý. Ôi trời. Anh đòi ăn năng lượng hả? Ok. Đi. Tới em, được cuối cùng của em đây nè. Rồi. Được cuối cùng, nếu như mà em ăn được là mình phải còn quầy nữa. Hay quầy luôn. Quầy luôn đi. Quầy luôn đi, dĩ quầy dĩ quý đi. Rồi ok. Thế vậy. Vậy là tính ra kết quả chung cuộc em vẫn thắng anh. Thôi quầy, quầy hết vậy các bạn. Quầy. Vậy là anh em mình trận này hòa nhau. Cho nên là nguyên một ngày hôm nay chúng ta cũng hòa nhau luôn nha các em ơi. Hòa nhau. Hòa nhau. Đã quá. Xí. Không. Em đâu có hòa đâu ta. Em nhớ là cái trận đầu là em thắng mà. Cái trận đầu thắng gì? Trời ơi, đâu có thắng đâu. Quề đi. Cái trận đầu em thắng. Năm mới được chơi mới, quề đi để mình có thể chơi thêm những trận tiếp theo nào. Quề đi. Nhưng mà nếu như mà quề là phải chơi tiếp. Đúng. Quê là phải chơi tiếp nha. Đúng, quê là phải chơi tiếp. Phải chắc chắn là có thử thách hay hơn chắc nha. Chắc chắn anh sẽ có thử thách hay hơn và những cái dòng sản phẩm mới, độc lạ và dữ tợn hơn dành cho em trong tập sau, nếu mà em chịu tập này quê. Thì nói chung là để có được những cái thử thách tiếp theo thì em sẽ quê. Rồi, quê. Năm mới quê ha. Gà Ben, vì ngày hôm nay em đã chấp nhận quê với anh để mà kỷ niệm cho cái tình hữu nghị của anh em mình. Anh đã có một anh đã có một cái bảo bối mới của anh, đặc biệt chiến xa siêu thú với dòng của thử thách cao hơn, tuyệt chiêu đẳng cấp hơn, cực cool, cực ngầu, cực chất, rất là tuyệt vời đó. Chơi đây coi, coi. Vì tình hữu nghị của chúng ta. Ôi, cái này là dòng rồ nhất chưa, có thể nói là như vậy đó. Ôi, cái này nó còn bự hơn, sao càng ngày nó càng bự vậy hả? Đó, bự hơn, mạnh hơn nha. Em muốn mở ra chơi luôn không? Thôi mình để cái thử thách sau đi. Đúng. Mình để thử thách sau đi ha. Vậy thì hẹn Ben và các bạn cùng tiếp tục khám phá những thử thách căng cực, cực căng, căng cực tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau.
siêu thú kích hoạt sức mạnh biến hình cực đỉnh với thiết kế và cách chơi hoàn toàn mới lạ và thú vị. Siêu thú tiêu chuẩn biến hình thần tốc mô phỏng theo các chiến xa siêu thú hung mạnh với cơ chế biến hình tự động. Sau khi di chuyển 20 cm bật cao và xoay 720 độ biến hình trở lại chỉ với 4 bước đơn giản. Siêu thú cao cấp biến hình mạnh mẽ, xuất chiêu ăn su nhào lộn trên không, biến hình và bắn su cực mạnh. Sản phẩm tích hợp thêm các siêu xe mini để phát huy tối đa hiệu quả tầm xa. Nhanh tay sở hữu ngay siêu thú của riêng bạn, giá chỉ từ 219.000 đồng. Sản phẩm hiện đã có bán tại hệ thống My Kingdom trên toàn quốc.